bạn chỉ bật thông xong group cơ đồ chìa chùm riêng xua tất cả phục mai bằng ôn bởi mất tình ạc nha bạn đã tay để con trô cho nên bạn xong bạn bị xếp bồn bồn thạc tì bảo mùi tên bà đoàn đó bạn xâm rạp bồn bồn đã sắc xa chùm lục rú nhưng chẳng ca bảo lo cho mê tì mùi bạn đi xa lại cái chân mà nhưng bật dây bẹp bọn chùm mùi xa lạ rọt tê vì bố xa lạ rọt dạp bằng bảo lo tê ná bạn dân dây xâm rạp tờ xa lại cái chân tê hay bị xếp bồn bồn chúng ta phải lòng trong mấy tìm mùi bởi dưỡng cư nâng chạp bà đám nâng ngay tìm mà phê mùi khai mì nế chân nằm bì bọn mà phê bí thăng mục này bà mẹ này thà rồi dạp bê nâng cao phải lòng cư mùi thăng ngay bình nó chẳng bồn bồn nè riêng bực cả đó riêng bê rơ xìl cả đó bà cư bồn bồn từ sông chú bạp bà sông chú bạp từ lờ xà lạ xem xe tiết đôi chữ ổng lê để ai chúng ta được chân thế chứ tầm mây mà phải lòng mùi thăng ngay bình nó hay có chỉ xa muối để bày cầm đồng lực phong đáy mà khai bồn bồn plek bà đó liền ngày nhắn lên bà con mau bồn lọ bà kinh chul mau người chẳng này bà chẳng bồn bồn sông rô toàn nhá bà hay na muối bình tiết ta bồn bồn trời tri một quay khai bà chẳng này kinh chỉ xa bị xe muối xem rạp cả tri một bồn bồn ác nè với đây bồn bồn cầm plek đặc khát đó cứ ai sinh than hay bàn trầm trớ tam ca cầm nọt bà ai sinh than bắc sơn bà công ai khâu sọ bà nè tỷ môi bà hay riêng tỷ pí cứ xong phải đặt sắc xa bọc ồn bà còn phôi mình chạm mạch đã sụp hơi tới thế bà còn ta quay đây là cụ tròn dễ nó cứ bẹp quan tận năng đôi chuyện bệnh bà bệnh ồn miên những tích pí đam tới nè bà chi viên đời bậc ca nam môi đời từ xe là chạy đòn nam môi đó thực bây giờ đất ấy chẳng tới cái dương bàn mà đam tiệt bà miền pi đam mà dạng tích tới bà chắc bịch po khiu cái dương từ tiêm pi đam xem rạp bịch po có hôm là bịch po có máy ôn mình chăm bạch đạo tới tì nè bà bị pro học chăm bạch tới prà tế cái dương prà từ po khiu từ mình một cột nè bà chắc còn còn tiêm bà bằng toát có tới từ tiêm bà bằng toát miền bà bằng toát vây mà toát vây dân vô à một phây xăng thì mệt đó mà vô à vây pế cho nó bà một phây xăng thì mệt đó cứ là mồm mà ôn nặng không mà có bộ bệnh nặng mà bà bằng toát cay bà bằng toát cay thì dân miền từ dân prai rồi ở hỏi không nặng bao dân chắc ôn đặt từ đài bà hai giây tiếp bà đại chiên mà đại chiên đó cái dân từ tiêm từ đài bà mặc đai bà chồ lục bà mặc đai nhưng chồ lục nên cứ ôn lại prà cái lại một pin chân lo anh chân tới ôn lại kịch kịch tới để chạy đòn nào mùi nhớ nè bà để chạm bài tập prà và mình chạm bài tới cả tới còn tới nên cứ chỉ cả tiêm nữa bà vì sẽ cứ complete mà đại chiên mà vì pro đại chiên nên cứ ôn lại được chạy nghe dương bà này hay nào mùi biết tiết cứ không cầm lòng pe và lóng cứ lục rú chưa chạy tha anh ra mình là nhà thầy ôn chạy bay chạy mình toát nhà là tây lại bà chúng cứ ôn từ tiêm nữa, bà ôn từ tiêm lại cái nạn nghe hay rủi ro, bà chúng đầm bay thua đầm nào từ căn bật tục riêng bà ôn, cứ là cứ chưa chạm mũi tiết thả chúng po lấy bật tục cái đồ chơi lấy tục bà cứ bật ôn bàn cọt bàn nâu tục rủi hại, bà chúng bây từ đó cứ ôn cho nơi không khăng mộc thạnh, bà ăn rẻ nâng hai ôn cho không bật tục hai ôn từ quy tam lấy tục đại bà đẹp chạm rủi chơi sạch bà riệp chạm rồi hái bà là cứ bán bắt ấy rồi à hái bà lịch tụ bà dừng mở tới bà lịch tụ nó cứ từ xe chậm được bay tung nữa bà chẳng còn phôi từ xe lên cả đá sờ là cây cá cứ ở bay tung đôi khi chậm một mình mà bà nít cứ chỉ cả tiêm lẽ cả nè là bay châu rùm và lòng cho mình tìm muối nữa ngày cầm một nè cứ thằng ngày tìm một phây muối mì nếp pi pon một phây pì bà cho ôn dục nè bà tới tiêm ấy khai cái pi xong phải đặt sắc xa để ôn đặt từ cục còn hai ở với để mình chạm bạch đôi chia xong đôi chia tu được sập đây bà mình chạm bạch tiếp bạch đặt từ thì tay bà xin là chạm bạch đôi bậc ca na muối ôn đặt từ bàn tay ôn tốc đặt sưu rồi bà mình ai tin cho nhiều mà bàn thế rư có nông pe cầm nông pe bật lóng cứ lục còn đấy còn đang ao vô tu sập nhưng mà tốc nên tốc không mong được bà ai muốn chết cứ cắt tạp xem là đã xong phải đặt sắc xa bề đẹp ôn lang tới cứ khang sơn sọc nó quạt nằng cháy hai ở ôn tập tục nơi mặt lại màn chân bọn đặt bàn vô tới đó tròn và lòng tì bà chân chậm lại đi phong đá bà sơn ở chậm bài tiếp ôn bài đặt tới tì vô được một bịch mùi tới cục cồn này bà cho chúng tôi mê điên bình ta dương thật thương mệnh mà đo ngay và lòng ai sai vậy nè bà thương mệnh tới bà chân mê điên đây là cụ gì chân tiện tôn tình năng
ภูมิประวัติคือเมเรียนภูมิวิทยาមានតែមួយគត់នៅថ្នាក់ទី6ណាបាទមានតែមួយមេរៀនទេអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺលោកគ្រូបានបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការត្រៀមប្រឡងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់អូនគឺប្អូនគាត់តែមើលទន្ទិញនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះបាទអានេះចំពោះមុខវិជ្ជាភូមិចុះប្រវត្តិបាទប្រវត្តិក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងបានរៀនរួចហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឡើងវិញហើយកត់ត្រាន
ឆ្នាំដែលស្ដេចនីមួយៗឡើងសោយរាជ្យបាទព្រះមហាក្សត្រដែលឡើងសោយរាជ្យបាទព្រះមហាក្សត្រដែលចូលទិវង្គតបាទគឺបងប្អូនកត់ណូតទុកបាទហើយមួយវិញទៀតគឺបុត្របុត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រមួយៗហ្នឹងតើព្រះមហាក្សត្រអង្គណាមានបុត្រប្រមាណអង្គបាទពេលនេះមកវិញខ្លះក៏បងប្អូនត្រូវតែណូតណូតណូតទុកដែរណាគឺជាចំណុចពិសេសពិសេសហើយ បាទដែលបងប្អូនត្រូវតែចងចាំត្រូវតែទិញទៅមើលបាទយើងមិនមែនថាទិញទៅអស់មកសន្លឹកនឹងពេញទេគឺយើងយកតែចំណុចសំខាន់បាទដូចជាស្នាព្រះហួររបស់ព្រះបាទស្រីរាជាបាទមានអីខ្លះយើងត្រូវគឺនឹងទៅជាចំណុចពិសេសហ្នឹងបាទគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែទិញនឹងចងចាំបាទតាក់ទងទៅនឹងមុខជាភូមិវត្តបាទសម្រាប់ការសរសេរតាមអានវិញគឺលោកគ្រូគិតថា ទៅស៊ីតាមអានគឺគេអាចលើកជួយអត្ថបទណាមួយមកដាក់បាទມັນមិនជាកំណត់ថាចេញទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែជាអត្ថបទដកស្រង់បាទមួយចំនួនហើយពាក្យពិបាកឬក៏យើងហៅថាការបញ្យលពាក្យគឺបងប្អូនមើលណែគឺអាចទៅមើលនៅក្នុងប្រធានក្រមនៃសភើភាសាខ្មែរគឺមានមួយចំនួនដែរអាចជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយពាក្យសូដូចបាទ ពាក្យបដិសัพท์អីជាដើមគឺអាហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមបន្ថែមនៅខ្លួនឯងណាបាទក្រៅពីយើងរៀននៅសាលាហើយគឺយើងព្យាយាមថែមនៅខ្លួនឯងបាទស្វែងរកស្វែងយល់មួយចំនួនទៀតទៅបាទនេះគឺជាតកតងទៅនឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងភាសាខ្មែរតើគួរមើលចំណុចណាខ្លះភាសាខ្មែរគឺវាមានអីខ្លះវាមានតាំងពីបំណិនមានតាំងពីតែងសេចក្តីមានតាំងពី វេយ្យាករណ៍មានតាំងពីអំណានតើមើលកន្លែងណាខ្លះបាទបងប្អូនគួរតែមើលទៅចំណុចបំណិនហើយនឹងវេយ្យាករណ៍បាទបំណិនគឺមានរូបសញ្ញាជាគៀងឬក៏រូបសញ្ញាភ្លើងទៀនហ្នឹងឬក៏ជាគៀងហ្នឹងគឺបំណិនណាបាទវេយ្យាករណ៍គឺមានរូបសញ្ញាសម្គាល់កូនសោណាបាទអញ្ចឹងកូនមើលចំណុចនឹងមើលហើយមើលទៀតបាទពីព្រោះអីនៅក្នុងសរសេរតាមអានគឺមាន ចំណុចរ៉ូម៉ាន់ទី2គឺមានចំណុចវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអាចថាជាការបង្កើតលម្អដោយតាក់ទងទៅនឹងស្អីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងវេយ្យាករណ៍ឬក៏អាចសួរជានិយមនៃរបស់វេយ្យាករណ៍ក៏មានដែរអញ្ចឹងកូនៗអាចមើលកន្លែងបំណិនហើយនឹងវេយ្យាករណ៍បាទជាលក្ខណៈពិសេសណាបាទនេះគឺចំណុចយើងត្រូវមើលបាទសម្រាប់កណិតជាវិញគឺលោកគ្រូដូចជាធ្លាប់បានចេញវីដេអូមុនហើយបាទលក្ខណៈពិសេសដែលយើងគួរតែមើលទៅមេរៀនណាខ្លះ បាទដូចជាការបង្កត់ចំនួនបាទការបង្កត់ចំនួនការចំនួនលេខដែលតួអក្សរបាទរបៀបដោះស្រាយនៃការចំនួនលេខតួអក្សរដែលមានវងកញ្ចក់យើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបានចេញវីដេអូឲ្យកូនអាចទៅមើលវីដេអូខាងក្រោមហ្នឹងទៅបាទកូនចូលទៅក្នុង channel របស់លោកគ្រូឲ្យកូនចុចកន្លែងវីដេអូទៅកូនឃើញវីដេអូជាច្រើនលើហ្នឹងបាទមេរៀនដូចជាការបដូរខ្នាតក៏ចឹងដែរក៏កូនៗត្រូវទៅមើលដែរបាទហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងចំណោត បាទចំណោតឬក៏ការគូផ្គងហ្នឹងជួនកាលតាក់ទងទៅនឹងការបដូរខ្នាតដែរលំហាត់ដែលធ្លាប់ចេញកន្លងៗមកណាបាទអញ្ចឹងកូនត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងបាទការបដូរខ្នាតពីហិចតាទៅម៉ែត្រការ៉េគេធ្វើម៉េចឬក៏បដូរពីម៉ែត្រការ៉េមកហិចតាធ្វើម៉េចឬក៏បដូរពីអាទៅណាបាទយើងមើលរំលឹកឡើងវិញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្របាទវិទ្យាសាស្ត្រគឺរាល់មេរៀននីមួយៗគ្រូអត់ស្មានថាកន្លែងណាមួយទេគឺយ
vì pro miền sông khác kì strong vô chấm lệch sầm khăn sầm khăn là không miền này mùi mùi như màu hay mình giang mình tiết ôn bồn ai chơi riêng đọc sài lùng hạt bà riêng chơi lại lùng hạt riêng chơi lại sầm nua bà riêng chơi lại vùng pin chấm lọt ai xem xe này không sử dụng chia sẻ là cứ miền bà con câu này thôi bàn chấm lệch này cứ là cứ chia sẻ tháng mình khai khẽ đây bà sẽ chuộc bà cao bà lòng bà anh chân xâm rạp chia xa cao nằm lực cư lực miền phần năng tế hay complete nhá bà ngày tì mà phê mùi khai mê nê cho năm phí bọn mà phê phí bà chụp nế bà anh chân con côn tự tìm xong bà đôi lực của bà đề vô hay complete tờ toàn phê bì lìa bà
ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយបាទអរគុណចំពោះការស្ដាប់ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយបាទអរគុណចំពោះការស្ដាប់ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយបាទអរគុណចំពោះការស្ដាប់ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយបាទអរគុណចំពោះការស្ដាប់ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយបាទអរគុណចំពោះការស្ដាប់ហើយក៏ជាការបង្